Xin chào các bạn khán giả của kênh A Hi Hi Cuộc Sống Châu Phi. Lời nói đầu mình rất chân thành cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ kênh của vợ chồng mình ở bên Châu Phi này. Hôm nay mình cũng không có nhiều thời gian để đi ra ngoài quay video cho các bạn xem. Vô tình mình mở trên máy tính của mình thì có lưu lại một video trước đây mình nghỉ phép về Việt Nam, mình quay ở nhà. Và mấy ngày gần đây thì cũng thấy tình trạng ở trên mạng là thấy ở Việt Nam mình lừa đảo qua điện thoại di động rất là nhiều. Và mình cảm thấy rất là bức xúc với những cái đối tượng như thế này các bạn ạ. Những cái tình trạng như thế này trong xã hội của chúng ta cần phải dẹp bỏ ngay lập tức. Thì mình cũng thấy cái nạn lừa đảo ở Việt Nam đang diễn ra, và nhất là đang len lỏi về các cái khu vực vùng quê rất là nhiều. Những đối tượng này thì thường đánh vào lòng tham của mỗi chúng ta. Thì nhân đây mình cũng sẽ chia sẻ cái video này không liên quan gì tới cuộc sống của Châu Phi cả. Và mình nghĩ cái video này nó sẽ mang cái ý nghĩa rất lớn để mọi người phòng tránh và cẩn thận hơn đối với những cái đối tượng lừa đảo này. Và hy vọng nếu như các bạn mà thấy cái việc chia sẻ video này có ý nghĩa với người thân của các bạn và ý nghĩa với cộng đồng, thì các bạn hãy chia sẻ mạnh mẽ video đến với người thân của mình để có cách phòng tránh đối với những cái nạn lừa đảo qua cái mạng di động như trong cái tình trạng video mà mình sẽ chia sẻ ở dưới đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nó bán ra. Người ta chưa nói cái gì. Vậy là nó bao nhiêu tiền rồi? Em ta kể. Vậy là ông mình về thì ông mình đi cái nào đó là xong rồi ông bắt đầu ông mình đi cái nào. Nó bảo nó điện gì vậy? Ông bảo là nạp điện thoại để nhà mình được trúng thưởng. Xong nó bảo chứ ông không được tiết lộ với ai, bảo đây là nhà tôi. Đấy, xong bắt đầu là nó cấm được tiết lộ với ai. Là nó bảo ông mình là chụp hai cái ảnh này với nè chứng minh thư này. Rồi đây nói đi, thế xong rồi làm sao? Chứng minh thư này, đây là photo hay khẩu hồng khẩu này. Xong bắt đầu là để đến chiều nay 5 giờ chiều này là nó về nó xem nhà cửa nó đến xã xuống, nó mời hai cán bộ tên xã để nó ở Viettel về. Xong bắt đầu là nó đưa tiền túng thưởng ở cái điện thoại mình đấy, được túng thưởng. Thế là nó bảo là không được đi điện thoại cho. Ừ, còn là điện thoại là không được tắt máy, cứ để vậy. Ý là đã điện cho rồi, số máy của nó cứ để vậy, nhưng mà không được tiết lộ bí mật cho ai biết. Nếu mà bí mật này mà cho ai là không được tiền. Mà không được tắt máy, cứ phải để điện thoại vậy. Thế nó gọi cho bác bao giờ? Nó gọi lúc 10 giờ 1 giờ trưa hôm nay. Nó gọi lúc trưa nha. Vậy là bác Bình lúc đấy tầm được 10 giờ bác Bình về bảo hỏi người ở thành phố rồi đấy, về thành phố bác bảo chứ không có tiền đây đâu. Vậy trong này chắc là về là mua ở mẹ cháu đấy. Trong này mẹ cháu nói làm sao, xong thì nó bảo là ra chuyện tiết lộ rồi nó cắt mất đấy. Đấy chuyện là không được. Và sao mà nó biết tiết lộ? Vậy xong bắt đầu ông Bình lên mua, tôi bảo ông bị lừa rồi. Ông đừng có nghe chúng nó, tôi đã bị lừa rồi, không tin ông cứ bảo nó cứ gọi nó gửi về đi. Vậy đi mới người ta kể nghe được sao? Xong bắt đầu mình về để máy ở đấy. Là nó nghe được cái gì? Xong bắt đầu mình để máy ở trong giường ấy, xong bắt đầu là tôi đang đi nấu cơm. Thì ông Bình đi ra ngoài trời ao, thì nó lại điện lại. Xong thì nó lại bảo là tôi không bán cho chứ thì biết đây có phải là số điện thoại. À thế là mẹ biết là bị lừa nên không bán cho bác Bình, xong bác Bình cố tình đi mua thêm cái gì. Đây rồi, không tin. Bác Bình không mua, mà tao, mà bác. Nhưng mà nó lại mua rồi, cũng giờ tao nói được, tao còn giấu, tao nói. Mua cái khác gì? Đây đã mua rồi. Giờ tao nói cho mua rồi. Tao nói xong rồi, nó lại còn bảo là đi như này đúng không? Mà cái lời đang để không cần thử cho. Bé đã nản cho nó rồi. Bé không mẹ một mí. Nói mẹ đã nói đồng tư rồi. Chuyện về nó này. Nên là không nghe em, mình cứ cố tình tao nghe lời nói rồi. Bảo không bán rồi, còn đi mua cái khác. Không, bấy là nó ông Bình bảo nó cắt rồi. Xong bắt đầu mình ra ngoài ao, nó lại điện với tôi. À, nó điện máy mình bắt máy, nó bảo là bây giờ là cái số điện thoại của bác là bây giờ là được túng là bằng vậy đấy, là thủ tục này như vậy. Thì bây giờ là bác phải mua cái thẻ 6 cái thẻ cào là 600.000. Mà quán là điện thoại có gần nhà bác bao nhiêu cái số mà hãy mà đi là bác không được tiết lộ bí mật ra. Và nếu mà tiết lộ bí mật cho ai là không được, mà hãy mà bác lúc nào bác lấy được tiền túng thưởng thì bác không biết được tiết lộ. Vậy là nội dung nó điện về nó bảo là bác trúng là một cái xe này, một xe tay ga 3 270
37 triệu. 37 triệu. Với một hai nó 200 mấy nghìn nữa là đâu phải là 270 mấy triệu ấy. 270 triệu với một cái xe tay ga nữa à? Cả cái xe tay ga là tịnh giá vậy. À là tổng 270 mấy triệu. Thế nên là nó đưa thẻ nạp tiền lần trước. Đây đâu, nó bảo là bác đi mua 6 cái thẻ cào. Vậy là 6 thẻ cào 600, vậy là bác, vậy là nó bảo là bây giờ là không được tiết lộ bất cứ một người nào nhà trong nhà chị. Là bây giờ là cứ bỏ điện thoại ở trong túi mà không được tắt máy, là đi là, đến quán đấy là, tìm mà mua đến quán người ta hỏi là mua làm gì những 6 cái thẻ cơ mua... thì là đúng. Thì chị bảo là tôi mua về cho nhà tôi mỗi người một cái. Nó chặn thầy. Vậy là đi lên thằng Quý. Mua thằng Quý nó bảo này nhờ cô mua gì mua nắm. Bảo cô mua ấy cháu về. À để cô ấy ý là điện thoại giả sau hay là trước hay làm sao. Bảo không cháu cứ bán cho cô về để cô mua cho mỗi người một cái. Bảo cháu khuyên cô là hãy mà à, cô mà mua mà cho cái bọn mà nó quảng cáo ở trong trên mạng thì cô đừng đến mua. Nó lừa đấy, nó nói vậy bảo không trong đấy là, là hai người bảo rồi nhá. Đúng không? Vậy là về xong bắt đầu về nhà nó bảo là cô về nhà chưa, cô lấy một tờ giấy một cái bút ra à, như vậy là cháu đọc số điện thoại, cháu ghi, nó đọc tên cho mình ghi là Việt Nam Cộng Hòa Châu Chủ Nghĩa Việt Nam. À, vậy nó ghi cả giấy tờ luôn à, mẹ cái chữ cũng ghi rồi à? Sống sống nào sao nó cũng một lần nó vừa ba nó biết được rồi, sao tao biết được bị lừa lạc, sao tao biết bị lừa luôn thôi. Đấy nhà ba mà giống đâu cả mà. Mình đâu mình chạy ở nó bảo là nhà ba mà có nước là bố sống nào xã nào nhà gì không đi mua đi đây quên đi không đâu đi mua đi. Quá con lừa. Chứ không có mua mua chứ. Vậy là nó bảo sống nào xã nào rồi. Nó mới cho biết, nó bảo là nó biết hai cái mật khẩu. Nó bảo là hai cái mật khẩu này là bác phải giữ bác cân đi. Với này còn là bây giờ là bác cao 6 cái thẻ ra là đọc từng cái thẻ một. Cho nó xong bắt đầu là cào mãi không được, nó mới dạy mình cách cào thẻ. Đúng là hai vợ chồng khôn quá còn bị lừa. Xong rồi nó mới bảo này là bác về nhà thì ba này này rồi là lúc mà dùng xong rồi vậy thì này gửi tiếp một lần nữa để lấy tiền gửi lại gửi tiền tiếp để mai nó để chi tiết để thôi thì nó lại rồi giờ nó xong nên là nạp nạp cho 6 cái thẻ xong bắt đầu nó bảo bây giờ là những cái thủ tục giấy tờ xong bây giờ là cháu mới nói là bây giờ là 270 triệu đấy thì bây giờ là bác muốn cái loại xe nào chị loạn không xe nào không gì không gì đâu chị tâm vậy thì cái xe máy này thì ghi tên số ai chủ là ai và chính chủ là tôi được. Mà sao bác mất tiền mà giờ bác cười tươi đấy. Sao bây giờ chẳng cười mới kể em bảo bây giờ là để vui bác là hai bác này bây giờ là bác cả hai ông bà trên đời đó là bấm 5 giờ chiều nay là nó sẽ về cho bác bị lừa lần thứ ba bán cho đây thì bác không có người bác người biết này. Đúng đây mình chạy ra là tôi mua lắm à đưa ông mình chạy ra tôi đâu có em dùng bốn lần về máy nhà tôi thiếu cái gì quá đâu nó có cái điện nhà mình mà không bán cho mình cố cái như chỗ chạy như vậy xong bắt đầu là nó bảo là bây giờ là bác phải muốn một cái xe máy loại 10 triệu 400 hay là 20 triệu hay là 30 triệu dạ, bác bắt đầu bằng xe máy tôi thì chỉ mua thôi thì chính chủ nhà tôi thì cứ ghi tôi là một cái xe máy là 10 triệu 400 vậy xong nó bảo là bây giờ là bác phải gửi cái số 10 triệu 400 đấy để nó làm thủ tục gửi bao nhiêu tiền nữa nó bảo gửi đấy xong bắt đầu là thằng Đồng nó biết nó lên nó bảo mẹ làm gì đấy mẹ bị lừa rồi bảo mà ý là nó bắt cứ để điện thoại đấy không được tắt máy không được tránh ông là đâu chính ông ấy để quên đi điện máy ông cứ như đâu điện máy mà tao không làm tao bảo tao không làm rồi cứ dùng xong này bác đi mình không làm không làm nhưng mà đưa người khác làm đấy đã kể bác lại bác bảo này mình cứ trả cho mình đi vay tiền ý là vẫn cái để cái máy đấy đi ra nhà Loan vậy đi ra nhà Loan xong thì hỏi đó to là cho tao vay 5 triệu xong rồi chú cưng nó lấy lại bảo bà cho tao vay vài triệu xong bắt đầu đi đường thì con Huyền thằng Đồng nó phải điện cho con Huyền điện Nha Trang phải là nó điện máy cho mẹ liên tục tì rồi hồi mà tao không phải ra mất máy nói là cứ giấu thì không dám nói gì ý là
nó bảo là mẹ bị lừa đấy. Lừa rồi mà không dám nói. Nó bị lừa là đấy, trong bắt đầu tới cái máy của mình thì là mình để túi rồi. Đấy, đến mai nó lại không biết nó mời tiền. Nó lại bắt nó lấy máy rồi nó chìm số máy của mình nữa. Không, nhưng mà cái số đây số rác nó cứ chìm luôn. Nó là chìm. Về mà nghe bác Phượng bị lừa. Đi thì chim đi về, chim về tạo nên bác. Đây nè. Đây sao nữa? Chim nó có thế. Đây là mình phải nghĩ đi nghĩ lại, mình bảo thì thôi cứ nên hỏi ông Bình xem có đồng ý không. Phải bảo là mất 6 tâm tiền rồi mà bây giờ nó điện về là nó phải chạy cho nó 10 triệu nữa thì nó chạy cho nó 10 triệu 4 tâm. Thế mai nó điện lại không? Không, vậy không về sau mà vừa với ấy thì thằng Hòa với con Trang con Huy Ẩn cứ điện tắt máy không lại điện cho Trang. Trang hai vợ chồng chạy ra. Thì xe máy là rồi. Tôi cứ để đợi nó điện lại. Không, nó điện lại cũng vẫn cứ điện lại liên tục chứ. Vâng, để nó điện lại thì mình cứ nói chuyện với nó bình thường thôi. Bây giờ lại phải đưa lại nó nha. Hòa nó điện lại nó mới rồi. Mới rồi. Chúng cứ bỏ tiền đấy, đây tôi là cứ 10 triệu mai về đi trả chú 20 triệu. Nó bảo ơi, chứ tôi là người nhà nước chứ có phải là không phải là người ấy mà. Mình đã ông mình ra nghĩa là này bà đưa ai 600 nạp cho cái bọn mua 6 cái cào